Vito Bimbi Sono giúp bé ngủ sâu giấc tự nhiên. Lên trên đó là em tưởng là em phải được sanh rồi, tại vì em đau quá rồi. Xong rồi bác sĩ kêu là ủa ai đẩy ca này lên đây vậy? Em thật chết rồi. Thôi tự nhiên cái nói vậy là em hoang mang quá. Cái gì bác sĩ kêu là ủa cái ca này mới có 3 phân 4 phân gì mà sao đẩy lên đây làm chi? Tiêm thuốc đau lắm chị. Tiêm xong rồi bị quằn quại, nhưng mà tay chân là đã bị yên ở trên đó rồi, mình muốn chở người cũng không được á, là cứ phải nằm ngửa. Nằm từ 8 giờ tối cho tới 4 giờ sáng phải liên tục chịu đau vậy á. Da rốn của em nó không đủ khỏe để mà cung cấp dinh dưỡng cho em bé được nữa. Cho nên là bắt buộc là em phải đẻ mấy ngày rồi, sợ không biết con sao, tại vì bác sĩ kêu là mổ cấp cứu cho nên là nói chuyện với nhau á, cho nên là em cũng hoang mang, em sợ bạch cầu cao. Xong rồi là do em không có ra được mấy cái cọng ở trong á chị. Xong rồi em phải đi lên trên đó cho bác sĩ hút ra. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tâm Tình Bỉm Sữa ở phiên bản Chat Với Mẹ Bỉm Sữa. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Vito Bimbi Sono Siro giúp bé ngủ ngon, sâu giấc tự nhiên, dùng được cho trẻ từ 1 ngày tuổi. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng chương trình. Và người bạn đồng hành với Ngọc Lan hôm nay không ai khác, đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Hi, xin chào Ngọc Lan và rất vui được quay trở lại cùng với khán giả của Chat Với Mẹ Bỉm Sữa. Một tuần rồi chúng ta mới gặp nhau thì bây giờ chúng ta hãy nhanh tay mời khách mời vào đây ha. Rồi mời em bé Vito Bimbi có thể đưa khách mời vào trong đây nào. Chào mẹ Bỉm. Rồi mời em. Đây là dê của em. Em bé Vito Bimbi đi ngủ đi nha, ngủ thật ngon nha. Mời mẹ Bỉm có thể tự giới thiệu về mình nào. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào chị Tô Nha. Em là Mỹ Dương, hiện tại thì em đang kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng của trẻ và em có hai bé. À, một bé 9 tuổi, một bé 6 tuổi. Hành trình bắt đầu gần 10 năm. 10 năm chứ gần gì? 10 năm. Thế bây giờ những cái gì xảy ra của 10 năm trước em có còn nhớ không? Dạ, cũng còn nhớ. 10 năm trước, cái ngày đầu tiên mà mình phát hiện ra mình có em bé trong người á, là nó diễn ra như thế nào nè? Cái quá trình của em nó không có giống như người khác chút xíu, là tại vì em có em bé nhưng mà em không có biết á. Tại vì thường thường thì mình có em bé thì mình sẽ không có đến tháng, nhưng mà cái trường hợp của em thì 3 tháng đầu thì em vẫn có đến tháng, nhưng mà kiểu nó ít đều hơn. Đặn. Dạ đúng rồi, vẫn đủ 3 tháng luôn, nhưng mà nó ít hơn chút xíu, cho nên là em nghĩ là chắc là do em nóng trong người á. Xong rồi tới tháng thứ 3 thì em thấy cái cơ thể mình nó hơi bị lạ lạ, nó hơi khác chút xíu, thì em mới nghi ngờ, thì em mới thử mới có, chứ thực sự là tại vì nó vẫn đều cho nên là em không biết được là em có. Rất là nguy hiểm nha. Tại vì có thể là khi mà tới tháng mình vẫn rụng dâu mà lại ít, thì mình lại nghĩ là cơ thể mình bị nóng, thì tâm lý là sẽ đi mua nước dừa uống cho nó mát nè. Dạ đúng rồi, đúng không? Dạ có. Mà mua nước dừa thì nó mát quá, nó ảnh hưởng đến em bé đó. Nhưng mà cái cơ thể của em lúc đó cụ thể thì em biết rằng là nó không bình thường nữa, là trên những cái dấu hiệu nào? Tại vì thông thường là nếu như mà các bạn cứ bình an đón nhận cái việc là các kỳ kinh nguyệt nó cứ đến như thế, thì gần như mình sẽ không nghĩ về cái việc là mình sẽ có thai đâu. Thế thì cái linh cảm nó mách bảo em nó nằm ở cái chỗ nào? Nó không có cụ thể á chị. Nó cứ bị mơ hồ chút xíu, là cũng có hơi có buồn ngủ chút xíu, cũng có thèm ăn cái này cái kia, nhưng mà nó cũng không có phải đáng kể á. Nhưng mà cái cảm giác mình nó khác bình thường nhiều quá, cho nên là em mới quyết định là thử. Vậy thì cái lúc mà nó lên hai vạch thì em sao? Kiểu em bị hết hồn á, xong rồi mình chưa có định hình lại được là tại vì mình cứ bị mâu thuẫn là tại sao mà vẫn đều, nhưng mà tại sao lại bị vậy á, thì cái kiểu hơi bị hoang mang chút xíu, lo lắng á chị. Nghĩ lúc dạ, đó em có phần lo lắng nữa. Dạ, tại vì rồi, trong 3 tháng đó mình sinh hoạt bình thường nè, mà cơ thể thì mình nghĩ là nóng, mình uống nước dừa nè, rồi có uống thuốc gì không? Dạ có, đó, uống này uống kia đồ vô đó, uống nhiều lắm. Thuốc này thuốc kia bồi bổ sức khỏe đồ. Chứ lúc đó còn đi khoe với hàng xóm là em lo cho sức khỏe của em lắm, em mà có gì là mua thuốc uống liền đồ đó. Trời ơi, cái đó là bị trước khi kết hôn luôn. Dạ là em phải cưới trước dự định, tại vì dự định là cuối năm cưới, nhưng mà bị cho nên là em cưới trước nửa năm. Xong rồi thì kiểu như là gia đình chồng em cũng đón nhận, mẹ em cũng hay nói là bây giờ chỉ sợ là có con dâu vậy không có cháu thôi, chứ có cháu trước thì tốt quá. Ồ, hay quá. Yeah. Nhưng mà rồi trong cái giây phút mà lo lắng đó thì em làm như thế nào nè? Em thông báo cho ai trước? Em thông báo cho mẹ chồng em trước. Em chỉ nói cụ thể là vậy thì giờ con, mẹ con mới thử, nhưng mà nó vậy đó, và bây giờ con thử ra như vậy, thì mẹ em kêu là thôi thì có thì thôi tốt chứ đâu có sao đâu, thì bây giờ sắp xếp. Thì xong rồi cuối tuần đó luôn là đi về nhà em á để nói chuyện, xong rồi xin cưới này nọ. Nhưng mà em có ngay lập tức đi khám không? Thực ra tại thời điểm đó
Cái vấn đề quan trọng nó không phải là cái đám cưới đâu. Cái vấn đề quan trọng là sức khỏe của thai nhi. Dạ có, là hôm đó là thử được là ngày mai em đi khám liền. Ừ. Dạ. Ok, ổn hết, không có vấn đề gì. Vậy thì lúc đó em bé đã bao nhiêu tuần rồi? 3 tháng nhỉnh chút. Suốt 3 kỳ kinh nguyệt vừa rồi là thực ra em đã nằm ở trong bụng mình rồi. Dạ đúng rồi. Ờ, nhưng mà vậy thì lúc này là phải là có túi thai rõ nè, tim thai rõ nè, mọi thứ đầy đủ. Thì nó có bình thường như một cái em bé nằm trong bụng mẹ mà đúng cái giai đoạn đó không? Dạ có, bình thường hết luôn. Xong rồi em cũng có hỏi bác sĩ là tại sao cái trường hợp em nó như vậy. Thì bác sĩ có kêu là cái này á, trường hợp này thì cũng ít lắm, nhưng mà theo bác nghĩ thì nó là giống như là mình còn sót lại thì mỗi tháng nó vẫn ra một ít. Nghĩa bác sĩ nói vậy. Nói chung là không sao cả. Dạ đúng rồi, ổn. Rồi cảm giác của đối tác của em khi mà biết tin là mình được lên chức như thế nào? Ổng mừng tại vì thích em bé mà, cho nên là kiểu như là mừng quá, xong rồi cũng nôn để cưới, xong rồi để có em bé chứ không có gì hết. Nói chung là tâm lý em cũng nhẹ nhàng. Dạ. Lúc đó bụng em cũng to rồi, tháng sau sắp xếp là tháng sau là cưới luôn. Em có bị ngán không? Em không ngán gì hết, cả hai đứa luôn, không đứa nào em ngán. Nó diễn ra bình thường như là bình thường, chỉ có thèm ăn thôi. Mọi người ơi, ngán không có nghĩa là ói. Em vẫn phải khẳng định lại. Em buồn ngủ là em ngán đó. Ngán là mọi cái diễn biến cơ thể nó trở nên khác thường thì được gọi là ngán. À dạ. Ngán không có nghĩa là phải ói. Dạ, nhớ nha mọi người. Rồi trong số quá trình mang thai thì thai kỳ có suôn sẻ hay không? Suôn sẻ bình thường hết, mà em khỏe lắm. Tới lúc mà đi đẻ luôn thì mới bắt đầu bước vô cái giai đoạn vất vả thôi. Chà, vậy là cái giai đoạn đẻ nó căng thẳng lắm mà nha. Đúng rồi, mệt lắm. Sao nè, căng thẳng như thế nào nè? Thì nó diễn ra bình thường hết. Tới lúc mà đến ngày dự sanh á, vô trước một ngày, qua ngày hôm sau thì bác sĩ khám á, thì vẫn chưa có nở gì hết, như người bình thường hết. Xong rồi qua thêm một ngày nữa nó vẫn bình thường hết. Có nghĩa là lố ngày dự sinh khoảng 2-3 ngày gì đó. Thì bắt đầu bác sĩ mới kêu là sao hiện tượng này nó bình thường hết. Thì bắt đầu mới đưa em lên làm mấy cái thủ thuật hết chị. Kích thích để cho mình dễ là bằng biện pháp mà đặt cái túi. À đặt túi. Dạ, đặt rồi. Túi kích sinh. Dạ đúng, đặt túi bóng. Thì bắt đầu cũng lên đặt. Xong rồi vô trong phòng đó là mười mấy mẹ, 20 mấy mẹ luôn. Xong rồi nằm để đặt cái túi đó. Xong rồi ai cũng đau, ai cũng la hét hoàng. Tại vì nó kích cho giống như mở đau cổ tử cung. Dạ đúng rồi. Đau quá người ta được đẩy lên chỗ khác rồi mà mình cứ nằm hoài. Và em có đau không? Dạ đau, em đau đổ mồ hôi luôn. Em đau em giống như là mờ mắt luôn á. Người ta đi lên hết trơn rồi, còn có lại có 2-3 người à. Vì em nói ủa sao bác ơi, chừng nào tới em nói chưa có mở sao mà lên được. Xong rồi em lại phải ở lại bác sĩ lấy ra. Xong rồi ngày hôm mai em lên lại làm lại lần nữa. Dạ. Thì bác sĩ nói thường thường là chỉ có một lần thôi là người ta đã lên rồi, mà em bị tới 2 lần. Xong rồi hôm sau em lại lên một lần nữa. Rồi tới lúc cũng được đẩy lên. Nhưng mà cái khúc mà đẩy lên á, thì lên trên đó là em tưởng là em phải được sanh rồi, tại vì em đau quá rồi. Xong rồi bác sĩ kêu là ủa ai đẩy ca này lên đây vậy. Em thật chết à, sao tự nhiên cái nói vậy làm em hoang mang quá. Cái gì bác sĩ kêu là ủa cái ca này mới có 3 phân 4 phân gì mà sao đẩy lên đây làm chi, chưa được gì hết trơn trọi. Em sợ quá, em tự sợ đẩy xuống dưới làm cho em lần nữa. Xong rồi cái bác sĩ cũng cho vô trong đó luôn, nhưng mà nằm ở ngoài đợi. Rồi xong rồi tới tối hôm đó em cũng được bắt đầu dùng biện pháp khác là dục sinh hả chị, là mình nằm trên máy xong rồi người ta tiêm thuốc xong rồi. Đúng rồi. Ấy, dạ. Thực ra là em đã được dục sinh từ lúc em được đặt túi bóng đó. Dạ. Nên là tất cả nhiều phương pháp dục sinh thì trong đó có đặt túi là em đã trải qua rồi. Dạ. Không hiệu quả sau đó tiêm thuốc. Dạ đúng rồi. À, dạ, cảm nhận của tiêm thuốc là như thế nào? Tiêm thuốc đau lắm chị, tiêm xong rồi bị quằn quại, nhưng mà tay chân là đã bị yên ở trên đó rồi, mình muốn trở người cũng không được á, là cứ phải nằm ngửa thôi. Nằm từ 8 giờ tối cho tới 4 giờ sáng phải liên tục chịu đau vậy á. Xong rồi tới lúc mà em giống như là cái tim mình nó mệt á, em bé cũng mệt, thì bác sĩ mới bắt đầu lại là xé túi ối. Bấm ối. Tôi dùng xé nghe ghê quá. Bấm ối. Như để cho em bé tuột xuống nhưng mà không tuột luôn. Trời ơi. Khoan, bây giờ quay trở lại chỗ này đi. Cái ngày mà em vô em nhập viện á, là thiệt ra là em cứ đi theo đúng cái ngày mà trên cái tờ giấy báo dự sinh. Dạ đúng rồi. Hay là cái cơ thể của em nó có cái vấn đề vô? Em đi đúng giấy thôi. Cơ thể mình không có gì hết trơn. Dạ. Sau đó em hỏi là sao tự nhiên em lên rồi mà vậy, thì bác sĩ có kêu là tại vì khám á, là cái nhau thai của em nó cái dây rốn của em nó không đủ khỏe để mà cung cấp dinh dưỡng cho em bé được nữa. Cho nên là bắt buộc là em phải đẻ. Kiểu như nó bị vậy. Vậy rồi cuối cùng là mổ. Dạ. Lúc đã lên xong rồi xé nó vẫn chưa xuống, rồi bắt đầu mổ cấp cứu. Rồi mổ xong rồi thì không có được gặp con liền, tại vì con còn phải nằm lồng kính đó chị. Dạ. Lúc mổ là em có tỉnh không? Lúc mổ là gây mê luôn. Gây mê luôn. Chụp mê luôn. Vừa bị đau mà phải vừa chụp mê luôn. Xong rồi
ra là chưa được gặp con, còn hơi bị hoang mang. Vậy thì khi mình mở mắt ra là mình thấy cái gì? Một cái phòng trắng. Dạ đúng rồi. Im lặng. Khá lạnh. Không thấy con. Dạ, cảm xúc lúc đó là sao? Cảm xúc lúc đó là hơi bị run. Tại vì mấy ngày rồi sợ không biết con sao. Tại vì bác sĩ kêu là mổ cấp cứu, cho nên là nói chuyện với nhau á, cho nên là em cũng hoang mang em sợ. Y tá chị đẩy em ra là em hỏi đúng một câu tới phòng luôn. Em kêu chị ơi con em đâu rồi? Ok là con em cần được bác sĩ chăm sóc, anh phải nằm trong lòng này nọ vậy đó. Thì em cũng hơi hoang mang. Em quên cái lúc đó, em hơi quên cái đau. Tại vì em cứ hỏi là con đâu. Vậy thì cái người thân đầu tiên mà mình gặp sau khi mình mở mắt ra là ai? À, mẹ chồng. Lúc đó là mẹ chồng đã được gặp con chưa? Dạ, lúc mà đưa em lên phòng xong rồi khoảng trưa thì bác sĩ mới kêu cho lên gặp em bé. Thì mẹ em với lại chồng em lên gặp em bé. Còn em ở lại với mẹ ruột. Nên mình được tường thuật làm sao? Mẹ chồng em kể mắc cười lắm, kêu là mẹ bước vô trong cái phòng đó, mẹ thấy mười mấy em bé. Mà không biết sao cái linh tính đó, mẹ nhìn vô cái nôi đó hoài à. Xong rồi mẹ nghĩ cái nôi đó là cháu mẹ. Xong rồi mẹ đi tới thì cái vòng tay á là cái tên của con thiệt. Là tên, đúng tên thiệt đó. Mẹ kể vậy kêu là thấy ghét này nọ, yên tâm đi, thấy cũng khỏe, dễ thương, không có gì hết thì mình mới yên tâm. Rồi bao lâu thì em mới được gặp con nè? Hôm sau vậy đó là em được gặp con. Nhưng mà tưởng là vậy là xong rồi, là khỏe rồi. Chưa, em bị sốt chị. Em bị sốt. Xong rồi bác sĩ kêu là em bị bạch cầu cao. Xong rồi là do em không có ra được mấy cái cọng ở trong á chị. Có sót nhau không? Không sót, nhưng mà kiểu như là không có ra được hết. Cho nên là phải hỗ trợ á chị. Xong rồi em phải đi lên trên đó cho bác sĩ hút ra một lần. Phải hút ra nữa. Nhưng mà lúc đó là cũng gây, không có gây mê, nhưng mà hơi vẫn cảm thấy đau mà đau vẫn, chứ, vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ vậy. Xong rồi sợ quá, mà lúc đó mình mới sinh xong mình đi không có nổi, xong rồi phải đẩy xe lăn lên. Mà lúc nhiều khi cái khúc đó không đi xe lăn được lại phải đi bộ về, nhưng mà có con rồi thì nó đỡ đau hơn chút xíu. Rồi em tưởng em được về nhưng mà chưa nữa. Lại vẫn còn sốt nữa. Sau rồi ngày hôm sau lại cho đi lên hút một lần nữa, tưởng hút xong là xong, nhưng mà còn phải đặt cái ống ở trong để có cái túi nữa để cho nó ra ra chị. Thêm một ngày mấy hai ngày nữa xong rồi mới ổn. Trời ơi, vậy là em rất là tâm lý là lẫn lộn. Dạ đúng rồi. Vừa đau vừa sợ cho sức khỏe của mình nè, rồi còn tâm lý lo cho con nữa. Thế thì cái giây phút mà lần đầu tiên em được gặp con á, cái cảm xúc của em nó như thế nào? Lúc đó em khóc, quên cái đau luôn. Tại vì miễn đau như vậy nhưng mà thấy con, tại vì con đầu á chị, thấy con bình an là được. Cũng vui này nọ đó, nhưng mà lúc đó em lại chưa cho bú được, tại vì em sốt á, em phải uống thuốc hạ sốt. Cho nó nên... có dễ thương giống như bà nội kể không? Dạ có. bà nội chụp hình nhỏ nhưng mà cái mặt có nét cho nên thấy cũng dễ thương, với lại con mình là mình thấy đẹp. Bao lâu thì hai mẹ con mới chính thức là được về nhà nè? Em nằm trong đó hình như 6 ngày là em được về. 6 ngày là mẹ con về chung luôn. Câu chuyện về nhà mới lại là một cái câu chuyện khác, một thế giới khác, một cuộc sống khác luôn. Đối diện với những cái việc mà bỉm tả sữa, rồi những cái cơn đau của em nữa, em phải đối diện như thế nào? Thoải mái lắm, tại vì lúc nào tâm lý của mình là về nhà cũng là nhất hết. Mẹ chồng em chăm, xong rồi mẹ chồng có thuê một chị giúp việc để chăm cho em nữa. Cho nên là em chỉ việc ngủ lấy sức rồi cho con bú thôi, còn lại thì có lo hết rồi, cho nên cũng nhẹ nhàng. Chị cũng trộm vía. Dạ đúng rồi, nhẹ nhàng. Rồi còn em bé thì sao, em bé có dễ ngủ không? Dạ, hay trộm là khó vía ngủ? Dễ lắm chị, tại vì còn mới á, cho nên là em nó mấy tiếng là phải bú một lần, thì đêm mình cũng phải thức dậy xong rồi chăm con thôi, chứ cũng còn nhẹ nhàng lắm. Chịu bú xong rồi ngủ xong rồi chơi chút xíu rồi lại bú ngủ tiếp. Hay quá, giống như là bù lại cho cái khoảng thời gian kia. Rồi thế thì em ở chung với mẹ chồng nè, là nó sẽ có một cái thế hệ lớn. Dạ. Và người ta sẽ có cái cách chăm sóc bà bầu giống như là ngày xưa. Thì em có bị mẹ áp những cái điều của ngày xưa vô trong em hay không? Ví dụ như là kiêng cử, nằm than, không gội đầu, không tắm rửa. Dạ có. Nhà bên gia đình bên chồng em là gốc ở Hải Phòng, cho nên là cái lúc đầu mới về làm dâu thì cũng hơi bị không có giống sốc như cái sự... Dạ đúng rồi, sốc văn hóa chút. Mẹ em cũng bắt là nằm than, nhưng mà em năn nỉ em kêu đừng cho em nằm than. Em sợ, xong rồi em chỉ lấy than để mà em hơ con thôi, hơ lá trầu á chị. Rồi với lại dùng mấy cái đơn giản thôi xong. Mẹ cũng không bắt em phải làm giống như là ở dưới quê mình thì miền Tây á, em là gốc miền Tây thì nếu mà em ở nhà ngoại em chắc em còn nữa đó. Dạ đúng rồi, còn nữa. Tắm gội thì em hôm đó em lén 2 tuần là em lén gội đầu.
có bị la không? Dạ, hai tuần mà mới lén đó. Dạ. Chứ còn nếu như mà không lén là được là được chỉ định bao nhiêu lâu? Tại vì em nói mẹ con gội đầu từ lúc mà mới về được một tuần là em nói mẹ cho con gội đầu nha là đã bị la rồi. Ừ. Cho nên là cũng dặn cái chị kia là coi chừng em coi chừng lén. Nó gội đầu. Dạ. Coi chừng nó gội đầu. Coi chừng nó gội đầu. Coi chừng nó gội đầu á, nó trốn đốn nó gội đầu. Không, tính ra vậy là mẹ chồng rất thương luôn. Tại vì những cái việc đó là giữ cho sức khỏe của em. Thế thì tới với cái bé thứ hai như thế nào? Vito BB Sono giúp bé ngủ sâu giấc tự nhiên. Đứa thứ hai là cũng bị ngoài dự định đó chị. Xong rồi em cũng tâm lý nó chết rồi, bây giờ đi hành xác một lần nữa. Nhưng mà vì sao em biết con đến với mình khi mà mình cũng không có dự định? Bạn thứ hai là cũng 2 tháng em biết. Tại vì và vẫn kinh nguyệt rất đều đặn. Dạ không, bạn thứ hai thì không có đều đặn. Nhưng mà tại vì em đẻ đứa một ra xong, đứa thứ nhất ra xong rồi cái kinh nguyệt em nó không đều, có khi 2 tháng em mới bị á. Xong rồi cái cũng thấy chết rồi, cái cảm giác này nó lạ lắm, giống như cảm giác đợt trước vậy đó. Rồi em thử thì lại đúng nữa. Cảm giác lúc đó, cái lúc mà đúng, cái lúc mà hai vạch á. Cái lúc hai vạch, cái tâm lý là lại mừng, lại có con phân nửa, lại sợ, nhớ lại cái cảm giác mà đợt... Dạ đúng rồi. Xong rồi nói trời bây giờ sao. Giống như là mẹ chồng em cũng hay nói là có con là giống như là trời cho vậy đó, mày cho là mình phải nhận. Thì vui vẻ, vẫn vui vẻ đón nhận thôi. Giờ cái hành trình mang bầu là có nhẹ nhàng giống bé đầu không? Dạ cũng nhẹ nhàng vậy. Nhẹ nhàng nghe Trang, vậy thì hành trình đi đẻ nó làm sao? Hành trình đi đẻ em cũng hơi tâm lý, nhưng mà mẹ nói là bé đầu á, tại vì em là dâu cả mà là đẻ đứa đầu nữa, với lại nhà là cũng lâu lắm rồi, đâu có em bé đâu. Bây giờ em đẻ đầu cho nên là không ai có kinh nghiệm gì hết. Xong rồi bây giờ mình đã đẻ rồi, mình hiểu rồi, thì bây giờ đứa trước là mổ rồi thì đứa sau cũng sẽ mổ. Tới lúc đi đẻ ra cái tự nhiên đẩy em vô phòng mổ, xong cái chụp em, xong cái mổ em xong rồi cái đẩy ra giường, người con cũng ở đó luôn, nó giống em không như biết gì hết. Dạ giống như đi nghỉ dưỡng vậy đó. Bé sau thì nó không có đau vết mổ nhiều, nó chỉ đau dạ con đó chị. Đau dạ con nó quằn vậy thôi, rồi nhẹ nhàng xong rồi về. Trời ơi giống như là bù cho cái đợt trước. Nhưng mà vẫn đủ ngày đủ tháng mà. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Dạ đúng rồi. Thế thì cái kinh nghiệm mà chăm con á là em lấy được từ bé trước rồi, nên qua bé thứ hai này em có nhẹ nhàng hơn, có thoải mái hơn hay là có cái gì thay đổi không? Bé sau thì lúc mà giai đoạn bắt đầu ăn á thì ok, nhưng mà gần 1 tuổi hay sao là bắt đầu vô giai đoạn miếng ăn thì em cũng stress. Cũng stress tại vì con em hầu như là nó chỉ chịu nhiều khi sữa, nó còn không chịu uống là nó không ăn luôn. Nó không ăn bất cứ cái gì, nó không nhai luôn chị. Từ một đứa mà trộm vía bụ bẩm xong rồi nó teo, nó rút là còn có chút xíu. Cho nên lúc đó em cũng bị giống như mình thất bại. Cái giai đoạn con không ăn là nó rơi vào thời điểm nào của con em? Dạ em nhớ đâu là tầm khoảng gần 1 tuổi á. Dạ. Rồi em làm gì khi con biếng ăn? Thì em cũng dùng đủ cách hết, dùng cho thực phẩm dinh dưỡng rồi này nọ, hết loại này tới loại kia. Xong rồi em cũng tìm được cái loại tốt. Cái cách quan trọng nhất là đi khám bác sĩ dinh dưỡng thì dạ, có đi có, không? Có đi, có thuốc của bác sĩ luôn nhưng mà cũng không cải thiện. Dạ, chắc em nghĩ là tùy cơ địa bé. Bao lâu thì bé mới vượt qua được giai đoạn đó? Dạ, tầm khoảng gần 2 tuổi. Ồ, dài á, dạ. Kéo dài cả năm trời. Dạ, 2 tuổi là bắt đầu từ từ đi lên. Rồi tới bây giờ là chậm vía luôn. Chị cảm giác như cái hành trình mà làm mẹ của em nó rất là nhẹ nhàng. Thế thì chị đang không hiểu là kiến thức ở đâu mà em có để em có thể làm mẹ một cách dễ dàng như vậy. Em có kinh nghiệm, giống như em hỏi người lớn á, hỏi mẹ em, xong hỏi mẹ chồng em là giờ vậy sao. Với lại coi trên mạng thì cái nào phù hợp thì mình coi, mình lấy thêm kiến thức đó chị. Những cái trận bệnh đầu tiên của các con á thì em đối diện với nó như thế nào? Chậm vía là chỉ có cảm sổ mũi này nọ thôi. Chỉ có bé sau của em á cũng có nhập viện, là bác sĩ kêu là gần viêm phổi đó chị. Cái lúc mà em bị sốc nặng nhất là tự nhiên cái đang ở trong bệnh viện để điều trị, xong rồi tự nhiên con em đang nằm cái tự nhiên mắt nó trợn ngược lên. Mắt trợn nổi chứ mẹ nhìn giùm con, có phải mắt bị trợn ngược lên không? Lúc đó là con mấy tháng? Dạ gần 1 tuổi. Xong mẹ kêu là ủa sao mắt bị trợn ngược lên, em sợ quá em đi chân không, em ẵm con từ phòng em chạy xuống phòng bác sĩ á, em sợ quá em chạy một hơi xuống dưới luôn, hỏi bác sĩ ơi mà em vừa chạy em vừa khóc là sao con em nó bị con mắt nó trợn ngược lên, bác coi liền giùm em. Xong rồi bác sĩ kêu coi là hả nó sốt của chị, hơi co giật á, cho nên là con mắt nó bị trợn lên. Xong rồi bác cho nó uống thuốc hạ sốt, xong rồi cái kêu về để ngày mai tiêm cái mũi mà bị viêm phổi. Thêm hiểu thì là tiêm cái mũi đó nó không tốt, tiêm xong là phải ở lại thêm bao nhiêu ngày nữa thì mới được. Mà hên không biết làm sao á, là qua ngày hôm sau tự nhiên hết. Sau bác sĩ lên khám lại, bác sĩ kêu là không cần tiêm,
không cần tiêm mũi đó nữa, là bây giờ để cho con ổn khoảng chừng một ngày hay gì nữa là về được, là về được luôn. Là em chỉ bị sốc tâm lý một lần là con em tự nhiên nó trợn ngược mắt lên, là em bị sợ, bị hoang mang thôi. Chỉ có một lần đó là bé nhỏ nó bị, còn bé lớn thì hầu như là cảm ho bình thường. Hành trình nuôi con quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng, có quá nhiều người chăm sóc, thế thì tâm lý của em như thế nào? Tâm lý của em thì em nghĩ là bây giờ là giống như là phía sau là có nhiều người hỗ trợ rồi, thì bây giờ mình cố gắng là mình giữ sức khỏe của mình, thì mình làm cái gì nó cũng thành công, với lại giữ sức khỏe cho con, với lại tập trung là nghĩ cái gì mà tốt mà làm cho con thôi chị. Chị đang muốn hỏi những cái giai đoạn mà tại vì làm gì làm, khi mà sanh con ra cái cơ thể là cái hormone của mình nó thay đổi, thì nó sẽ có những cái chuyển biến về tâm lý thay đổi mà mình không biết. Dạ. Thì em có bị rơi vào trong cái trường hợp em, đó hay không? Cái lúc mà mới đẻ bé sau về á, con bé giúp việc ở trong nhà em mới đẻ về nhà được ngày hôm sau à, ngày, về là 6 ngày ngày hôm sau à. Tự nhiên cái bữa sau tâm lý mình còn yếu, bữa sau cái mẹ em kêu là mẹ Na ơi, con A nó mở tủ của mẹ, nó lấy căn cước công dân của nó bỏ trốn giữa đêm, là con bé mà giúp việc ở nhà em á, mà con bé là nhà em rất là thương. Tự nhiên lúc đó em bị sốc. Dạ em bị sốc, tại em cũng thương bé lắm. Sao em bị sốc nó chết rồi, sao kỳ vậy ta, mà cái em có người cái nó bị bần thần 3 ngày luôn á chị, bần thần như vậy 3 ngày trời luôn, còn hơn chia tay người yêu nữa. Dạ đúng rồi. Vậy thì lý do em bạn ấy đi là cái gì? Em không biết luôn. Tới bây giờ vẫn không liên lạc được. Tới bây giờ vẫn không liên lạc. Tới bây giờ luôn là cái cảm giác của em là nó hời hợt đi mấy cái chuyện đó chị. Tại vì cái tính em là em hay nặng lòng lắm. Bây giờ mình cảm thấy là mình phải có một cái khoảng cách. Dạ đúng rồi. Với những cái người mà mình không có nặng lòng nữa. Cứ đặt hết tin tưởng như người ta, xong rồi nó làm bị vậy. Em bị mấy lần rồi. Chị được biết là hai bạn nhỏ nhà em thì có rất là nhiều fan ở trên mạng xã hội. Dạ. Thế thì từ đâu mà mình lại có cái ý tưởng là mình sẽ quay những cái clip cho con, và mình có nghĩ là con sẽ nổi tiếng không? Em không nghĩ là sẽ nổi tiếng đâu, tại vì ở trong nhà em thì cái cuộc sống trong nhà em thì nó thoải mái, nó vui vẻ, nó còn hài hước hơn những cái gì em quay nữa. Em với lại em ruột của em á, xong rồi thấy những cái khoảnh khắc nó cũng vô tình lắm, xong rồi cái quay đăng lên mạng, xong rồi cũng có nhiều người coi, nhưng mà đa số là người thân người nhà, xong rồi cũng có chia sẻ, xong rồi tự nhiên không biết từ cái clip nào tiện post lên, cái em nói ủa mẹ ơi chết rồi, sao mà nhiều người chia sẻ quá, mà quá nhiều luôn, rồi các trang mạng người ta re-up lại tùm lum đó chị. Là cái clip nào? Clip mà bà kẻ chị à. Mà bà kẻ Google gì đó. Đang làm gì đó khôi mập? Có làm gì đó. Nhớ ta là ai không? Bà kẻ. Giờ tới tối có ăn gì nữa không? Dạ không. Cười nhe răng ra. Cái kiểu đó là ở nhà em hay chơi, hay dùng để mà trị tụi nhỏ. Xong rồi tự nhiên bữa đó em hứng lên em quay để em up lên, thì bắt đầu tự nhiên cái nó hot trên mạng. Ừ. Từ đó là mình làm luôn cái trang YouTube luôn. Dạ đúng rồi, có trang YouTube. Nhưng mà mấy nay cũng bỏ bê. Thật ra thì mình có một cái kênh đó mình lưu giữ là những cái khoảnh khắc cho con mình cũng tốt. Dạ. Hồi lúc mà em mổ đứa thứ hai là hả, em về em kể với nhà em, kêu là mẹ ơi, lúc mà em ẵm em bé ra rồi, em bé áp ngực da kề da với con rồi á, thì bác sĩ con nghe bác sĩ kêu là hả, lấy thêm chỉ. Lúc mà không cái bụng em lại á, thì kêu là lấy thêm chỉ đi thiếu rồi. Tôi kêu mẹ cái bụng con dữ lắm, nên bác sĩ người ta kêu là phải thêm chỉ rồi. Nói vậy là tăng cân dữ lắm hả? Hồi lúc mà em đẻ đứa đầu á là em có 55kg thôi. Ừ. Xong rồi em đẻ bé đầu thì em lúc sau về em vẫn giữ lại dáng được. Nhưng mà tự nhiên không biết sao đẻ đứa hai là em bằng cân lúc mà em đi đẻ luôn. Là em đứng vậy luôn, không xuống được, không lên. Xuống. Dạ đúng rồi. Điều đó có làm em căng thẳng không? Dạ có. Em bị áp lực á. Em bị hơi tự ti chút xíu. Rồi mẹ em thì cứ kêu là hả, con phải bây giờ con phải thể dục nè, con phải như thế nào nè, mình không có phải nói về cái đẹp hay là xấu, nhưng mà mình nói về sức khỏe là mình phải như vậy này nọ. Sau này mẹ em rất là thao túng em mấy cái khúc đó là phải như thế này để giữ sức khỏe, thế này thế kia. Sau ngày mai mẹ em nấu nguyên là bún mắm luôn. Nấu mắm rồi nấu là ý mẹ là em ăn rau thôi đó, lúc nào cũng kêu là giảm cân đi, ăn ít thôi, nhưng mà ngày nào cũng nồi xong chụp hình vậy. Thì ý mẹ là ăn rau thôi. Mẹ nó kêu con giảm cân mà múc một cái tô mà chia ra ba người ăn được. Không nha chị, thì theo chị thì chị thấy là mũm mĩm như vậy nó dễ thương nè. Không phải là chị nói theo em, nhưng mà là mỗi người sẽ có một cái nét đẹp riêng. Mình tăng cân nhưng mà mình phải biết biến nó thành cái lợi thế của mình là ok ha, nên là đừng có tự ti về cái chuyện đó nữa. Chị tăng tới 10 cân lận nè. Nè
hai đứa tôi ngồi đây cô không có cái tư cách gì để nói về sự tồn của cô hết trơn. Chúng ta bây giờ là thuộc cái hệ gọi là có da có thịt nó mới đẹp. Cái thuộc cái thế hệ mà chúng ta là con dân của quốc gia nông nghiệp thì phải màu mỡ phì nhiêu. Đúng rồi. Vậy đi. Đó. Nhưng mà nói vậy thôi chứ điều quan trọng ở đây nó chỉ có hai tiêu chí em cần quan tâm thôi. Một đó là em phải thực sự cảm thấy tích cực về mặt tâm trí, tại vì cái sự tích cực của em không phải một mình em hưởng, con em hưởng. Đặc biệt là một bạn 9 tuổi, một bạn 6 tuổi thì cái sức khỏe tâm lý của bà mẹ nó rất là quan trọng. Tại vì các con đang tiền dậy thì mà. Thì cái việc mà tích cực của em nó giúp cho cái mối quan hệ của em với các con nó tốt đẹp thì mình còn đồng hành được cái đoạn ở phía sau. Và cái thứ hai đó là những cái chỉ số sức khỏe nó vẫn luôn được mình tầm soát. Nhớ là tôi nhấn mạnh chỉ số sức khỏe chứ tôi không nhấn mạnh số đo ba vòng. Hai cái khái niệm này nó khác nhau. Vậy thì hai cái tiêu chí đó mình cần quan tâm và hết chuyện rồi đó. Và chị vẫn quan tâm nhiều nhất đến câu chuyện là mình có yêu thương cái cuộc sống này, yêu thương cái cơ thể của mình để mình yêu thương được mọi người chung với mình hay không. Thế thôi. Dạ đúng rồi, chị nói đúng. Khi mà mình tích cực thì mình làm cái gì đó cũng sẽ hiệu quả với lại tốt hơn. Đến một cái chuyên mục mà chị nghĩ là khách mời nào cũng thích hết, đó là mẹ bỉm nhắn gửi. Bởi vì đây là những cái giây phút mà em có thể nhắn gửi cho những người thương yêu em, giờ gửi hoặc là nào? Cho khán giả. Thì qua chương trình này em cũng nhắn gửi đến mẹ chồng của em. Nhìn thẳng vô. Sao rồi mẹ ruột của em và tất cả những người thân của em là đã hỗ trợ cho em trong cái quá trình chăm con. Hỗ trợ hết tất cả, em chỉ giữ sức khỏe với lại giữ sức khỏe cho con với lại tâm lý thoải mái để mà nuôi dạy con thôi. Lời cảm ơn nhiều nhất đến là mẹ chồng em là luôn sát cánh với em từ chuyện nhỏ nhặt nhất. Rồi, cảm ơn em. Chị ké một xíu, bác ơi, bác có thể nấu bún mắm nhưng mà bác múc cái tô nhiều rau cho Dương để bác đừng tạo áp lực cho em nó được không? Không nha, cái nước cốt đó nó cũng gây nên chuyện mà nha. Mà kệ đi, rau cũng được chứ bác vậy, bác làm vậy Dương nó tội nó. Vậy để em gửi theo là bố mẹ bớt nấu bún mắm lại. Không, mẹ cứ nấu nhưng mà mẹ nhớ chụp hình rau thôi. Cảm ơn em, cảm ơn câu chuyện ngày hôm nay em mang đến cho chương trình. Và chương trình có một số phần quà dành tặng cho em. Một phần quà đến từ nhà tài trợ đó chính là sản phẩm Fito Bimbi Sono Siro giúp bé ngủ ngon sâu giấc tự nhiên, được chiết xuất 100% thuần thực vật từ châu Âu, an toàn, lành tính như lá tía tô đất, hoa đoạn lá bạc, hoa lạc tiên tây. Sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, dùng cho trẻ từ 1 ngày tuổi, vị ngọt thanh, dễ uống. Còn đây là ba lô cho em bé đi học nè. Dạ, em cảm ơn. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 21h15 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9. Và 21h30 cùng ngày chương trình cũng sẽ được phát lại trên kênh YouTube MCV Media, hoặc mọi người có thể đón xem trên cổng thông tin NetLove. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi Sono Siro giúp bé ngủ ngon, sâu giấc tự nhiên, dùng được cho trẻ từ 1 ngày tuổi. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.